Dạ em xin phép kính chào cô chú anh chị gần xa trên kênh. Em tên Út, cống số 2, ấp Thành Phú, xã Lại Bình Tân, Vĩnh Long. Hôm nay em có về số cây kiển để mà mong giao lưu cùng cô chú anh chị. Dạ xin phép em được giới thiệu cây số 1 là cây mai vàng giáo ghiên, giáo hình thú, cây thành phẩm, chi cành đồ đóng đều, cây đẹp lắm nghe cô chú anh chị. Dạ. Từ mặt bầu lên đỉnh là khoảng từ mặt bầu lên đỉnh 111 8.083. Dạ. Đây, em quay vòng em đo thông số hoành thân. Dạ. Hoành 23. Hoành thân 23. Dạ có đuôi luôn nghe cô chú. Dạ cây này giao lưu với cô chú anh chị là giá 5 triệu. Dạ cây này thành phẩm giáo ghiên đó, bông đẹp, bông 8 đến 10 cánh. Dạ sốt nha. Dạ đây. Dạ thôi được rồi, em quen rồi. Cây số 2 phải không? Ừ, chuyển số 2 lên. Dạ cây số 2 cũng là mai vàng xù me. Rồi, cho chiều cao. Lên cho me chơi nghe cô chú. Chiều cao 78. Hoành cũ 32, hoành thăng 32. Đường kính bầu 44. Dạ cây này xù lên cho me, nó muốn lên cho me hết trơn rồi. Cây này giao lưu với cái giá 3.500.000. 3.500.000. Dạ. Bao ship toàn quốc ha. Dạ bao ship toàn quốc. Rồi nhắc số điện thoại đi. Dạ số của em là cô chú chị giao lưu là 0939 625 931. Rồi cây số 3 cũng là mai vàng dáng siêu, chi cành đóng đều. Cái này vô cây bài luôn nghe cô chú. Rồi cho chiều cao. Dạ chiều cao 51, hoành thân 36. Rồi để đi. Hoành đế 70. Cây này giao lưu giá 3.500.000 luôn. 3.500.000. Dạ, giá mềm. Rồi. Rồi. Số 3, số 4. Nè cây cũng lâu, cây lâu. Số 4 hả? Ừ. Rồi. Tiếp rồi. chim cái đó cho cao lên đây, cục ra gạch kia không không em biết thẻ gạch kia cho ngay cây lên bên kia kìa, chim bên kia kìa. Rồi cái này cũng là mai vàng mà cây này cũng giảo luôn nha cô chú, có mình thú luôn, mình thú chạy dài nè, gửi như cua vậy. Dạ lá to giáo ghiên luôn nha.
Gói mình thú nè, rễ nó quấn giống như chân cua vậy đó. Dạ. Rồi, quạnh đi, quạnh luôn đi. Quạnh luôn á. Quạnh 31. Rồi. Đào. Cái đường kính nha. Đường kính chiều dài của mình thú là 60. Cao từ mặt bầu lên đỉnh 122. Dạ, chia cành đóng đều một cốt lắc lượng luôn nha. Dạ, cây này cái giá giao lưu với cô chú anh chị là 4,5 triệu. Dạ, xuống. Tới cây này là đây nè. Rồi, cái này cây này cũng là mai vàng. Cây bông vườn nha, 5-6 cánh à chứ không có được giáo. Đế nôm. Thân thì nó phù trước phù trên phù dưới cũng quái lắm. Dạ. Chiều cao khoảng 1,5 m. Chỉ cành có mà nhỏ. Dạ. Cái này tán ngang 79. Quạnh cũ 42. Quạnh thân không? Dạ, quạnh thân trên luôn đi. Cho ta rõ. Quạnh thân 29. Dạ, đây có hai thẹo mở kéo trơn rồi nha. Quạnh đế. Đế xổm. Dạ. Đế xổm 46. Không phải ngược rồi đó, 100. Gì vậy? Lạc qua trong á. Rồi đế xổm 102. Rồi quay đi 100 đi. Nó cũng mua là sụ mấy cái nách chân rồi nè. Dạ, cây này giao lưu giá 4,5 triệu luôn. 4,5 triệu. Thiên xuống luôn. Thiên xuống. Cây chữ thủy đó kìa. Chưa bán được. Rồi cây số 6 chữ thủy da xanh. Cây này nuôi lâu năm nó cũng nu nặng nha. Đế đều. Dạ. Rồi. Rồi. Đem đổ hoành. Cái hoành vị trí này là 60, 61 và tính 60 thôi. Rồi, 60. Dạ. Đâu đổ hoành cũ cái nha tư. Cái hoành đế rồi hoành cũ. Hoành cũ là 98. Cao 65. Dạ. Rồi, cây này giao lưu giá 3,5 triệu. Dạ. Giá mềm luôn cô chú anh chị ơi. Mai mai chữ thủy lá lớn, da xanh. Rồi. Rồi, luôn. Rồi để đẩy đi. Nè khi. Chuyện ông cọp lên tiếp rồi trắng. Rồi tới cái này cũng là chiến thủy. Chiến thủy ông lão nha, cái này già lắm rồi nha cô chú chị. Lão lắm rồi. Trồng lâu năm lắm rồi. Chiến thủy nè, nu trơn rồi nè. Như hồng núi vậy đó. Dạ. Chiều cao từ mặt bầu lên đỉnh 106. Dòng kính đi. Dòng kính thân đi. Hoành thân 81. Có một gì chỗ nào không? Dạ có, trong đây mã xanh hết rồi. Mốt cả tư xanh nè, nó không có không, nó có mục nha. Nè. Quay chút nữa cho ra nắng nè.
Đó. Nè, cái này nó sạch trơn rồi nghe cô chú anh chị. Rồi. Quay vòng đế coi. Dạ. Đế khủng luôn. Già lắm, già cây này. Rồi, còn đo gì nữa không? Đo bầu đó gì không? Dạ không, cái này mấy đâu vào vòng kính bầu cái này báo giá cho cô chú luôn. Dòng kính bầu là 70. Nè, thẳng nè. Ừ, thẳng, nếu mà thẳng ở đây thì 64. Đây. Nu chân. Cái này giao lưu với giá 6 triệu. 6 triệu. Dạ. Mai chữ thủy. Mai chữ thủy. Da đen. Da đen. Lá lớn. Mà đưa nó già lắm rồi. Lá xuống. Cây số mấy? Dạ, cây số 7. Tới cây số 8. Đây nè. Đây cây số 8 cũng là nhiều báo luôn đi, ơi. Cao khoảng 2 mét. Rồi. Mai, gì? Mai vàng, vàng thường chứ không có giảo. 56 cánh. Rồi, có mặt cắt, có mặt cắt. Này hai thân cắt xuống còn bỏ còn thân nữa, ra chi cành vẽ cho bích lại. Dạ đây bỏ này luôn. Dạ tùy theo thích của cô chú chơi và mấy anh rồi chơi. Muốn cá tán lùng người tán để cao thì để. Cây này cục quạch dữ lắm à. Hoành 44. Trời ơi, cái cục ạch nó anh. Đây cục ạch nó 69. Ạch khủng lắm à, đế đều. Dạ con gửi liền mà trước kéo xuống nhà giờ tôi kéo xuống là nó hơi ấy nhưng mà nó hơi bị cúp và dạ, không ghép của nó gịch nó xuống nó hơi bị nứt á rồi nhưng mà vẫn còn sống. Dạ cây này giao lưu với giá 6 triệu rưỡi. Dạ bao xếp toàn quắc luôn xuống. Ông Trang lá ông Trang lá chung. Rồi thảy lên. Chim chim gạch chim gạch chim. À, để đất luôn đi, đúng rồi. Dạ, cũng được, được gì, gì cũng được rồi, anh Tấn ơi. Quay tròn tròn cho ta thấy cái bụi này tròn. Dạ. Này chà, lá chung bông trang vàng. Già lắm rồi, già dặn. Bụi nó khủng lắm. Rồi cao khoảng nhiêu? Cao khoảng 1m2. Rồi. Nguyên cái bụi quá trời. Để đo cái dòng. Đo cái dòng nạc nó đi. Cái bụi cũ nạc. 87. Rồi 87. Dạ. Rồi quay vòng nữa đi, có mục gì không? Dạ, không. Cái này không có mục, nó đang mạnh khỏe cây, gãy bông ra quá trời. Cái thằng lớn nhất khoảng nhiêu? Dạ thằng lớn nhất khoảng 18. Đâu thằng nào đó? Không, phía đây nè, nó nằm dưới sào đo. Không, cái thằng ngoài. Ở thằng trên hả? Ừ, thằng ngoài đây đi, thằng này thì nó không tới. 14. Dạ 14. Rồi 14 đi. Dạ. Rồi. Dịnh dịnh kìa. Rồi giá nhiêu? Dạ cây này giá giao lưu là 4 triệu. 4 triệu. Dạ. Bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0939 625 931. Dư. Rồi mấy cái ổi đeo ngoài. Dư cũng có số cây ổi lá chung để mà quay sơ lược cho thấy rõ để mà coi, để mà giao lưu, mong giao lưu cùng chú chị. Cây nào phải có cái nào. Cây nào cũng được chứ. Cây số 10. Dạ. Ổi lá chung. Ổi ruột đỏ trái trái nhỏ. Rồi cây này nhiêu? Ổi kiển. Dạ cây này giá 1 triệu. Rồi. Bao phí ship? Khoảng 20 ngoài ha. Dạ vành khoảng 20 hai mấy đó. Rồi, mẹ
Đây cây này dáng cũng đẹp đó nè. Số 11. Giá 1 triệu. Rồi. Đồng giá hết. Mấy ổi này là 1 triệu đồng giá hết nha. Mấy anh, cô chú. 12. Dạ. Một, 12, 1 triệu luôn. Thấy đó là 13 đâu. Triệu thấy lên ngoài đi. 13 luôn. 13. Nhớ số nha. 14. Đây 13, 1 triệu. Dạ cái này to à, cái này cỡ ba mấy hoành đó. 14. Nhớ ngồi ghi số vô. 15. Ghi còn 6 cây phải không? Dạ số 15. Dạ, cây này thì nó nhỏ, giá 800k thôi. Rồi, cây 15. Dạ, cây 15 800. Rồi. Cây 16. Đang bay. Cây 16 dán bay nha anh em. Đây. Dán bay. Quá đẹp. Dạ cây này 1 triệu 2. Dạ cây cuối cùng 1 triệu 2. Dạ dạ cuối clip cũng xin dạ xin hết và kính chúc cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và cũng đồng thời cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ cái clip em. Dạ xin chào. Dạ xin cảm ơn nhiều. Rồi, ta cảm ơn mình luôn. Rồi chưa? Rồi, xuống.